Chào mừng các bạn đến với kênh của mình và mình là Slenderman. Ngày hôm nay mình sẽ sống thử cuộc sống của bố già râu trắng để xem coi là trở thành một tứ hoàng mạnh như thế nào. Và hiện tại bây giờ thì mình đã tới được đảo Sky. Wow, thác nước to dữ vậy ta. Thì bây giờ mình sẽ đến cái đảo Sky này để mình đi mua một cái món đồ của bố già râu trắng nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ biến báo hành báo đời để mình đi lên cho nó nhanh nha các bạn ơi. Let's go. Cái đảo này nói chung nó hơi rầm rạ một tí nha các bạn ơi, cho nên là các bạn gọi là cẩn thận khi mà đi lên nha. Rồi mình đã tới nơi rồi các bạn ơi. Đây chính là cái người sẽ giúp cho mình có sức mạnh của bố già râu trắng nha các bạn. Thôi mình gọi là tứ hoàng râu trắng đi cho nó ngầu các bạn ơi. Wow. Rồi, bây giờ là mình sẽ nói chuyện với cái ông này. Ông này sẽ gọi là bán cho mình một cái món vũ khí. Đó chính là cây đao của bố già râu trắng, của tứ hoàng râu trắng các bạn ơi. Đó là Bicento. Mình không nhớ là ở ngoài tên thiệt là cái gì, nhưng mà trong đây nó ghi là Bicento các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu mua nha các bạn. Giá là 1 triệu Belly. Rồi, yo, mình có 1 triệu 6 bạn ơi. Rồi, let's go. Wow. Đây chính là cây đao của tứ hoàng râu trắng nè các bạn ơi, rất đẹp luôn đúng không? Cầm lên coi. Wow, giác đằng sau lên dai nhìn rất ngầu các bạn. Wow. Khi mình đánh nó sẽ có động đất ở dưới đây các bạn không? Nó sẽ gọi là giống như động đất các bạn, nó sẽ nứt rồi làm đất ra. Wow, ghê đấy. Món đồ tiếp theo hơi khó lấy một tí tại vì nó nằm ở tổng bộ hải quân, đó là Marineford các bạn ơi. Mà mình tới đó thì cũng hơi khó khăn tại vì mình đang là hải tặc mà các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ tới đó luôn, mình không sợ các bạn ơi, tại vì bây giờ mình đã trở thành vua hải tặc rồi các bạn. Mấy lần tới đây mình cảm thấy gọi là nhớ về cái ký ức ngày xưa của mình các bạn. Hồi xưa mình coi cái bộ phim hoạt hình này nè, trong cái lúc mà đánh chặn Marineford này cực hay luôn các bạn ơi, cảm xúc lắm. Rồi để mình lên trên xem có con boss đâu. Có con boss rồi các bạn ơi, đây chính là con boss mà mình đang cần, tại vì nó đang sở hữu áo choàng của tứ hoàng râu trắng các bạn, hay sau lưng của đâu đó chính là cái áo choàng đó các bạn, mà mình rất cần cái áo choàng này để trở thành tứ hoàng nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ gọi đây xem mình lấy cái gì vậy. Bicento mà đã mình mua rồi. Rồi bây giờ mình xuống mình xin nhận nhiệm vụ để mình đánh đó nha các bạn ơi. Rồi nhanh lên đây nào. Đây rồi, nhiệm vụ gọi là Vicen thì các bạn ơi, let's go lên nào. Để xem coi là mình đánh con này như thế nào đây. Chắc bây giờ mình cũng mạnh lắm rồi các bạn ơi. Mình đánh con này khá là nhanh. Để mình thử coi. Trời ơi, chưa gì gần ngẫm luôn rồi. Yeah. Wow, không ra nha các bạn. Các bạn đợi mình tí nha. Mình qua đảo khỉ này để mình mua trái quỷ tặng cho người lạ các bạn ơi. Tại vì mấy bạn này ở đây xin quá trời trái quỷ luôn. Mình thấy tội quá. Giống như mình ngày xưa á. Cho nên đây bạn này xin nè. Mình cũng chả biết bạn này là ai nữa. Tới đây mình gọi là random để xem coi là ra trái gì. Được trái gì thì mình tặng cho bạn đó luôn. Chứ mình thì mình cũng không có cần trái quỷ như bây giờ các bạn ơi. Mình ra được trái đo nè. Lấy ông có trái đo nè, lấy ông nè. Này bạn ơi, coi tôi có trái đo nè, bạn có lấy không? Có anh. Rồi bạn đó chịu lấy rồi các bạn ơi. Rồi đó, tôi cho bạn đó. Bây giờ lại tiếp tục hành trình đi tới Marineford để mình săn boss nữa các bạn à. Chứ mình không có đi thuyền. Marineford rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ vô nhận nhiệm vụ nha các bạn. Quay nhận nhiệm vụ. What? Wow, tứ hoàng râu trắng real đã xuất hiện rồi. Wow, các bạn thấy chưa? Bây giờ mình phải đánh nhau với ổng để mình gọi là nâng cấp cái cây gọi là Bicento của mình lên V2. Let's go. Yeah, cơ hội ngàn năm các bạn ơi. Tại vì mình nghe nói là ông này là 3 tiếng mới xuất hiện một lần. Ui, 3 tiếng là các bạn, mà mình hên là mình gọi là thấy được ông này lúc này luôn. Yeah. Và bây giờ đó là tứ hoàng râu Slend sẽ đấu với tứ hoàng râu trắng nha các bạn. Yo, cha. Yo. Ui, ông gọi là đánh chấn động ghê các bạn. Hơi ghê gớm đấy. Mình thì đang chưa có trái chấn động nên là mình gọi là đánh bình thường thôi các bạn ơi. Nhưng mà ông trâu quá là trâu luôn các bạn ơi. Wow, ông chưởng ra cái gì các bạn? Ghê chưa? Công nhận trâu thật sự luôn các bạn ơi. Không trâu vì quá trâu. Bạn nào mà coi trong phim thì các bạn biết là bố già trâu lắm. Trâu cực kỳ luôn. Đánh hoài mà không ngẫm. Giờ về sau yếu quá mới ngẫm thôi bạn ơi. Yeah. Wey, mình đã thành công rồi đúng không? Bicento của mình đã lên V2 đúng không? Ê, đúng không các bạn? Đó. Tuyệt chiêu kìa. Ngầu chưa? Thanh niên kia có cái đao giống mình luôn. Cha, để mình xem coi tuyệt chiêu của mình lên V2 không. Này các bạn nhìn tuyệt chiêu của mình xem coi lên V2 chưa nè. Đó, mình giống của thanh niên kia. Là mình lên V2 chưa? Mặn quá các bạn ơi, vừa đánh tứ hoàng xong rồi là ra boss nữa. Thì theo như mấy bạn kia nói là mình đã lên được V2 rồi đó. Ấy là do cái thi chiêu V2 các bạn. Ghê, không nhận hôm nay may mắn thì các bạn ơi. Rồi, cha, làm ơn ra đi. Yeah, mình đã nhận được một cái item mới. Đây, các bạn thấy chưa? Đã trở thành gọi tứ hoàng gọi thật sự nè các bạn. Chưa, mình chưa có sức mạnh mà. Đây, áo choàng của bố già nè các bạn ơi. Đó, các bạn thấy sau lưng ký hiệu của bố già râu trắng chưa? Rê chưa?
Rồi bây giờ mình ngầu chưa các bạn? Đi rất là hiên ngang luôn. Rồi bây giờ là mình sẽ gọi là làm một điều hết sức quan trọng, đó là ăn trái ác quỷ chấn động nha các bạn ơi. Và sau đây tứ hoàng Slenderman đã bắt đầu xuất hiện rồi các bạn. Các bạn thấy không, áo choàng nè, cây đao nè, mọi thứ đều hoàn hảo. Thật sự mình thích cái áo choàng này ghê luôn các bạn ơi. Rồi nhưng mà mình hơi tiếc, đó là mình đang ăn trái báo đời mà mình đổi qua trái này thì cũng hơi tiếc. Không biết chừng nào mình mới được trái báo lần nữa đó các bạn. Đó, mình chỉ có một lần thôi. Đây, bây giờ là chúng ta sẽ ăn trái chấn động như vậy các bạn. Nhìn trái chấn động là các bạn thấy đó, nước gờ. Rồi, bây giờ mình sẽ ăn nha. Let's go. Yeah. Ngon 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 ngon. Trái này dở quá. Nói chung là trái quỷ không có trái nào ngon hết. Và mình đã có sức mạnh. Sức mạnh. Wow. Các bạn thấy sức mạnh của mình như thế nào? Trên tay của mình đang có một cái gì đó và mình đã đấm gọi là nứt không khí nha các bạn. Nhưng mà chưa thấy chuyện gì xảy ra hết. Sao không có sóng thần? Trái quỷ Phật ké rồi. Mình nhớ là có sóng thần mà ta. Phật ké rồi. Lại lần nữa coi. Đấm vỡ không khí là có sóng thần mà chứ. Không có sóng thần. Trời ơi, trái Phật ké. Họ đưa muốn đánh mình các bạn ơi. Trái. Ây da, chưa kịp chạy nữa. Mình đang chuẩn bị muốn test sức mạnh của trái chấn động xem như thế nào. Thanh niên là Mochi à. Rồi bây giờ mình sẽ đấm nó. Ui đấm hụt không vậy ta? Cái tuyệt chiêu sao không trúng ta? Không được rồi các bạn ơi. Mình sẽ tạo ra một từ từ. Đấm này không được rồi. Bây giờ mình phải tạo ra một cơn sóng thần trước cái đã. Rồi sóng thần mình tạo ra rồi. Để xem coi là nó có biết mình gọi là tạo sóng thần. Ui mình không tạo sóng thần được luôn. Chuyện gì vậy ta? Không được rồi, bây giờ đây sóng thần mình tới rồi. Mình tưởng mình tạo không được chứ. Rồi thanh niên sóng thần tới đây. Vô 5000 đam các bạn. Quá đã luôn, sóng thần của mình đã thiệt. Chạy đi đâu? Nó kìa các bạn ơi. Bây giờ mình không biết mình ăn được nó không nữa. Tại vì mình chưa có quen với cái sức mạnh này. Đấy, nó sắp ngẫm luôn rồi. Ui nhưng mà mình cũng sắp ngẫm rồi. Ui mình sợ. Đây thì yeah. Ui trời ơi, giống chúng chiêu này là coi như là vĩnh biệt cụ rồi. Có bộ mình chưa có quen với sức mạnh này lắm các bạn. Vì quá yếu cho nên là mình quyết định sẽ đi ride để thức tỉnh trái chấn động nha các bạn. Bây giờ mình đã trở thành tứ hoàng rồi, mình không thể nào để cho người khác ăn hiếp mình được nữa. Rồi bây giờ boss đã ra rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ bơi lại đó. Hên là mình có gọi là hạ tập cá đó bạn, không là mình gọi là ngủm rồi. Let's go. Rồi boss, để mình lên mình đánh boss các bạn ơi. Mình sẽ sử dụng tuyệt chiêu cho các bạn coi. Mình sẽ tạo ra sóng thần nha các bạn ơi. Cơn sóng thần gọi là cực kỳ gắt luôn. Rồi wow, các bạn thấy tuyệt chiêu của mình, hãy xem đây. Các bạn thấy chưa, cơ thể của gọi là tên boss gọi là nứt ra liền luôn các bạn. Đấy, đó là cái sức mạnh của mình. Rồi, ui mình tạo sóng thần ra rồi mà không biết có trúng không nữa. Có một con si ở đây các bạn ơi, không biết ai tạo ra hay là con boss này tạo ra nữa, mình cũng chả biết nữa. Rồi, chạy đâu này, đâu rồi, nó rồi, để mình, mấy đứa kia né ra. Ui sóng thần của mình nó gắt quá bạn ơi, không thấy gì luôn. Trời ơi, con boss nó mới lên trên nữa rồi. Đây, tiếp tục mình sẽ cho con boss này nứt cơ thể ra. Nứt cơ thể ra cho anh. Đấy. Các bạn thấy sức mạnh girl mình khoái nhất sức mạnh này nè. Để anh né ra, sức mạnh của anh đây, ghê chưa? Rồi con boss đâu rồi? Để từ từ lên. Mình đã ride thành công rồi các bạn à. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy sức mạnh của mình sau khi thức tỉnh lên. Vì bây giờ tứ hoàng Roseland đã trở lại, không mới hình thành nè các bạn ơi. 8000F nha. Và bây giờ sẽ cho các bạn thấy sức mạnh thật sự của mình ở đây. Sóng thần bây giờ không còn là hai sóng thần nữa mà là bốn sóng thần cùng một lúc. Các bạn hãy nhớ bốn sóng thần cùng một lúc nha các bạn. Đấy, sức mạnh của mình đây, nhìn đây. Ghê chưa? Sức mạnh của anh đây. Ghê chưa? Bây giờ mình đang rủ một bạn solo để mình test thử sức mạnh của mình xem như thế nào. Rồi, vô. Bây giờ là cho bạn này trước. Tuyệt chiêu trước nè em. Rồi sợ chưa? Rồi bây giờ mình sẽ tạo ra sóng thần. Vô. Sóng thần mình đã được tạo rồi, không biết thanh niên này có biết sóng thần mình tạo ra không. Sóng thần tới rồi các bạn ơi. Thanh niên mà không chạy là dính sóng thần của mình. Đây mình đang dụ nữa bạn. Dính sóng thần rồi. Vô, dính sóng thần rồi. Vô, bây giờ mình sẽ canh mình bắt nó bạn. Giới, tới đây. Tới đây nào. Vô, nứt người cho em. Ghê chưa? Rồi từ từ. Ơi, nó chơi cái chiêu gì ghê vậy? Này thì 2000 mấy đam máu. Rồi mình chưa quen với sức mạnh này. Vô. Ui thanh niên này khá là cùi các bạn à. Vô đấu trường đánh cho nó an toàn các bạn ơi. Ở ngoài thấy ghê quá. Rồi vô từ để anh bật. Ui lắc sao ta, bật haki lên các bạn. Đấy từ nha. Ê, dính chiêu nè. Ui không dính chiêu à. Đấy các bạn thấy chưa, trái của mình ghê lắm chứ bộ. Sống thằng nè em.
sống thằng này em. Ui, nó skill ghê các bạn ơi. Này thì thấy gì chưa? Từ từ nha, mình sẽ canh mình chụp nó. Ui, nó xài độc à. Nó xài venom các bạn. Nên là khó đánh lắm. Trời ơi, ấy, nhầm skill em ơi. Từ từ. Ây da. Hơi bị lắc một tí. Khó chịu quá ta. Cứ cây giật đầu để mình thử skill coi. Đó các bạn thấy không, nó xài một hồi xong skill là sao. Ui, ảo mà thế nha. Rồi, đâu để mình vô lại coi. Lại. Lên Haki. Rồi, chuẩn bị. Vô, chặng này mình không có để gọi là nó bắt được mình đâu. Tới đây. Giời. Này thì sống thằng lên nè. Rồi, các bạn thấy gì chưa? Sức mạnh đấy các bạn. Rồi, vô em. Đánh đi. Đừng có chạy nữa. Ui giời. Các bạn thấy sống thằng của mình chưa? Mà sao có ngàn mấy máu rồi ta? Có bộ khá là phế nha. Ui vậy mà không trúng à. Không trúng này. Rồi. Từ từ. Nó rồi. Tuyệt chiêu này, coi bộ là cái tuyệt chiêu này nó cũng khá là ngon các bạn, khá xịn. Nó đánh gọi là rất là xa các bạn ơi. Ui độc. Sống thằng đâu? Phải lên chơi. Cho chắc. Độc ghê quá các bạn ơi. Ui nó độc ghê quá, nó đi theo mình kìa. Ê từ từ. Ê từ từ. Không thấy đường. Châu. Ý vậy mà hụt ta. Chấn động nè. Ui, không biết ai thắng, hình như nó thắng hay sao bạn ơi. Trời, cùi bắp quá, buồn ghê các bạn ơi. Niên cầm cái kiếm kìa các bạn ơi. Ui, what, đâu ra con này vậy. Wow, ta niên cầm cái kiếm ghê chưa các bạn nhìn nè. Rồi bây giờ mình sẽ thử gọi là động đắc xem như thế nào các bạn ơi. Lên Haki, động đắc. Rồi, cha. Đó, để xem coi như thế nào. À, thanh niên này nói chung là cũng hấp máu mà. Hồi nãy đánh nhau với mình rồi. Bây giờ mình cầm cái cây này các bạn. Đây, cây của Tứ Hoàng mình đánh nhau. Ui, trời. Anh. Ui. Anh, trời. Vô đây nè. Coi bộ trái chấn động này khó điều khiển thật sự luôn các bạn. Nhưng mà đánh cũng vui các bạn ơi. Đánh vui đấy. Trời. Cắn vậy. Ui. Sống thằng nè. Bỏ tay các bạn ơi, mình không biết combo cái này. Nhưng mà dù sao thì mình cũng